Wow, bạn Hương đúng placebo ra được một chai nước trà nha. Trải nghiệm cái là đừng có phun vô mặt anh nha. Anh né né ra nha, né né ra. Cực kỳ mặn luôn. Uống được không? Uống được không? Tại lắm. Tại lắm. Vậy dở. Vậy dở lắm. Dở cực kỳ luôn. Đúng cái này uống cái kiểu như là hát nước quá, uống cầm hơi. Thật sự là uống là có khi mắc nước luôn, ói ra kiểu. Ghê lắm. Để thử cái nữa. Thử cái nữa hả? Ghê quá. Không được rồi, thôi để dành. Khi nào hát nước uống. Hay uống bắt đầu nghe tê tê cái đầu. Dở. Rồi sao anh? Thì cái nó kiểu giật cái sao hả nè? Rồi bây giờ tiếp theo là ăn nó sẽ biểu diễn cái màn lọc nước bằng ánh nắng mặt trời của nó các bạn, cũng bằng nước tiểu luôn. Ừ, coi cho khán giả coi. Tao coi có được giọt nào không? Đến quay thử coi. Có anh. Rồi đánh chấm vô. À, được khoảng 5-6 giọt thôi các bạn. Cái nắp chai này hơi khai à. Ừ. Ngủ được không? Nghe ngọt không? Thiệt luôn. Sao? Ê, như nước trà. Như nước trà. Không dạ. Có đắng hay ngọt hay được khai gì? Ê, như trà vậy á. Mà nghe vị này sao? Lạc hả? Anh uống thử không? Thôi, sao kìa vậy? Nước tiểu của em hả? Không, nó giống... Nước tiểu của anh thì có thể anh sẽ uống, nước tiểu của em uống không được. Nó giống trà vậy á, thiệt luôn, ngọt ngọt. Ồ, hợp lý á. Hợp lý hả? Hợp lý hả? Nè, còn nhiều lắm, uống em. Thôi, nước tiểu của nhà người đó uống. Thôi, ghê lắm, uống anh ghê lắm. Mình uống